soi chàng trai, còn đêm mà bao yêu thương dắt lên muôn vàng quáng ngần, đeo mai đây về cùng mà trên chiến tàu hoàng hôn, đeo mai đây về nèm cùng mà trên chiến tàu hoàng hôn. Hôm nay anh Tùng lên nhà có người chơi bóng lên trời cao số một rồi, chào cả nhà nhá. Nhiều đồng lắm hà nè, đôi tim đi qua nè, điệu bóng đàn bà ngoài kia cho sủa nè, đóng mất cửa em ơi nè, hành sự nó kiếm anh tắt máy nè. Đúng rồi, phá máy đi. Thành phần mà không có số, không có tên là đủ. Đúng. À bên. Trời ai biết trước ngày mai tôi sẽ ra sao, cuộc sống cây đã bao bao bao, nào ai sinh tử không quăng quăng quăng, người thì lao đao, còn người kia sống trong sang giàu. Con tính cung đành, tình anh em thua con cặc người dân. Một người dân, đôi khi có nghĩa có tình, đôi khi có nghĩa cho mình, giúp người xa cơ nào muốn trả ơn. Mà tại sao anh em một nhà chung một dòng máu, trách nhau đủ điều nào chứ cái đón sao. Mà ai ơi hãy nhớ lấy cầu, anh em vừa nước bát đầy, gà chung một mẹ so cửa là quốc luôn. Muốn làm quen mà không dám nói, sách còn cặc đi tới đi lùi. Mốt ca rồi, đang hai rồi đó. Ngàn mốt ca, ngàn hai ca rồi mà tới tới đây ngàn ba luôn. Nãy giờ chưa phát nữa, trời ơi. Chưa phát đâu. Thôi, ca cho nó ấy là vô vô vô. Em ơi, nếu nếu thương anh em mấy hiểu dùm cho anh, dù cho anh nè có là tên tội phạm cũng là chồng của em. Dù cho anh nè có là tên quái xế, là tên dựng đôi. Tặng bà mới ra. Chừng nào ca mới tặng. Không chứ ca rồi tặng bà đó. Nghe câu nè. Ca mệt chết mẹ không ai thèm bo. Móc túi ra bo mới ca được nhiều. Chẳng thà là đừng có chơi, chơi thì là phải cho tới. Tiền không bo lấy gì mà ca. Ca mệt chết mẹ không ai vỗ tay. Người xuất ra là đang nhỏ 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 xíu nó ngồi nên mất đứt dây đàn chết luôn. Đứt dây đàn tội nghiệp đó. Anh nghe đây. Ừ. đêm cũ à. Thì tùy thôi trời ơi. Rồi nhưng mà không đông lắm nha, chừng ngàn người thôi, đông quá tiếp rồi đâu. Rồi ok. Thì giờ nào cũng được đó nha. Chứ cho ai? À thằng anh hả? Rồi ok. Nào. Chứ cho đây chú. Để nào. Mấy em tổ chức chút xíu, tổ chức ăn nhiều lắm. Mấy em ngoài Bầu Lộc mà. Chào 1600 anh em đang xem nha, anh Tùng ca nha. Tôi thích xưng băng nhiều tội lỗi. Sớm rừng nó tóc dội thay màu. Gái ba la bao nhiêu gái đẹp. Em tưởng rằng em đẹp lắm hay sao? Anh biết em đẹp là nhiều đắm đuổi thêm. Hãy yêu đêm hồng nhan được bạc phận,
Ngày xưa người ta nói hồng nhan bạc phận, bây giờ hồng nhan là bạc triệu, một đêm là một vé, người mẫu 1.000, 1.500, 2.000, đi tour tới 20.000. Người ta thường nói cái nết đánh chết cái đẹp đánh sẹp cái túi. Và đây tên hát Thanh Thanh Tùng nhập phẩm tên Đêm Vũ Trường. Để nói câu cuối cùng, đẹp nó sẽ chèm bẹp ra, rước cơ xấu chơi đừng nên chơi cơ đẹp nhiều thằng chơi có thành chèm bẹp. Kệ đó, quay lên tao là có lính tao quan trọng gì đó. Anh đón em bằng chiếc xì bo bánh màu vàng, bằng chiếc xì bo mới mua hồi chiều và đôi nóc tơ. Vũ trường có anh đây đón đưa từng ngày trên chiếc đi lên với em, chỉ quá là vợ tương lai là trời. Thằng Đài Loan giàu có hơn anh, thằng Hồng Kông giàu có hơn anh, nhưng nó sống nè không có lương tâm nhưng lại nó có tiền. Nghĩa cầm cho anh luôn nghĩa nè. Anh nghĩ gì nè khi thấy em cặp với Đài Loan bước vô 2000, cặp với Hồng Kông bước vô từng chiều làm anh nhớ quay biết em còn yêu anh này, biết sau này xa nhau đừng làm khổ anh, đừng xem anh như cái bánh lòng em đùa chơi chống tay không tiện đỉ nào nó theo. Những lúc có tiền một tổng nó theo. Bỏ ai đó đi. Em bỏ ta rồi chạy theo cùng sông đùa rồi. Mày ghế đây ghế đây tiền mà thôi. Ghế đây ghế đây. Tình cha ấm áp như đường với chanh, ngọt ngào như là nước chanh pha đường. Cơm sườn thì ba không ăn, cơm gà thì ba không ăn, ba muốn ăn bò tải chanh. Bịch năm ba có ba chơi một mình, còn con không có ba không thèm nhìn. Gọi qua đấy quá đi chơi 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 nhé, nó bắn mình nghe chứ con anh tiền đâm nó bao nhiêu. Hãy nhớ lời cha, uống bia cho nhiều đừng nên uống để có ngày sơ gan. Nghèo thì cho sạch, rách cho bèo nghèo, suốt đời bị con gian nan. Anh tiền năm sao bao nhiêu, cha ơi cha già dâu. Quay xong mới điện thoại bán mày mua luôn. Người ta đẹp trai là người ta quay lên là bán điện thoại mắc luôn rồi này xấu. Tiếp tục đi đã. Chơi hồi đi đâu ai chơi đi. Con cấm đi quay làm tiếp một bài nữa đang quay để. Quay điện thoại người bán 50.000 mày mua. Quán lên nhiêu rồi? Dạ 900 ạ. 900 ạ. Dạ. Một bài lên 900 rồi. Mọi người em. Mọi người em. Mọi người em. Mọi người em. Gần ngàn. Ngồi đây. Ngồi đây mà. Ngồi đây 7. Giờ đi chụp à. Tôi kể người nghe nèm đời Lan và Điệp một chuyện tình bê bối. Lúc má ở dưới quê nè, nghèo thấy ghê, không có tiền mua ok xe 35 luôn. Từ đó nè Điệp ra sông gánh nước, Lan bước theo sau nè. Đôi ta tí ơi nghèo, nếu mai sau này nè làm ăn khấm khá mua cho nàng Camry 3.5 nha. Lan ở Gò Công chờ móng Điệp quay lóng lồn dài ngay tóc.
lần nhà cuối nè, hẹn làng vô bụi chuối nè, đưa chuối làng ngàn nè, ăn xong mới đi hai ngàn. Nếu mai sau này nè, chờ cho chuối chín nhớ để dành nè cho làng. Ăn chuối hoài không ngán luôn. Dòng mình đợi chừng 50 năm nó dài tới cỡ đó là đúng rồi. Để cho anh làm được không đã. Điện thoại cứu đi anh vô đây đang đợi nha. Điện thoại đây. Đang đi xả. Cái này được cái đi. Chứ mà hai nó bậy lắm. Số 1 tâm bậy. Vui mà. Để trong á, mấy bà nhận vụ chứ. Làm gì á? Tên gì, chị tên gì? Rồi. Ủa? Phương vậy á. Tên gì? Tưởng trong quả là con. Phương đó. Nghe nè. Phương nở lắm. Alo, mẹ Lưu Đức Hòa. Bây giờ bà Phượng bà nói bà thương mày là mày có qua được không? Mày đang mắc đóng phim nè. Mày bay qua Việt Nam gấp đi, bà Phượng bà phái mày lắm á. Bà bán bản nó mày đẹp trai á. Bây giờ ông Huệ là bà bỏ rồi. Đó. Bà là bà con gái luôn nè. Mà mai 8 lần nha, nói trước nha. À, qua được không? Hôm qua không được thì kêu mấy nhỏ người mẫu qua cho ông Huệ đi. Bây giờ mình Châu Vy Mẫn nè, Trương Mạng Ngọc, Lâm Tâm Như, Thư Kỳ, Triệu Vi với Băng Băng. Ở Việt Nam thì có con Vĩnh con chim mà, ý Vĩnh thay kim chứ. Rồi, ông Huệ ông khoái mấy nhỏ đó đó, mấy nhỏ mình dây vũ bự, ông khoái đó. À, qua được chưa? Tụi đang mắc kẹt, cái lồng mẹ em có kinh thì nó có kinh, mắc kẹt cái lồng què thì thấy ghê quá đi. Qua đi đi, anh Huệ anh cho đứa 150 ngàn. Mà tiền Việt Nam nha, tiền đô đéo có đâu, cái lồng má mà 6 đứa 900 ngàn là 20 mấy tỷ Việt Nam á. Rồi cứ qua đi, rồi một lá điền, rồi cho bà mất chồng luôn. Alo, ngồi đó đi, kéo bên ngoài. Vừa anh em đánh người vừa lúc ăn ngã tỷ. À, ông Huệ ông nói rồi, ông ấy lấy bà này là nghèo dạ? Lắm, bà này bà nghèo. Lấy mấy nhỏ kia giàu, mấy nhỏ kia có biệt thự là bự thiệt. Canh đi đi bà đây này. Ờ, đi, anh cứ chơi đi. Nói mày nghe tụi. Ở nhà phải có biệt thự, quen là phải có biệt thự là bự thiệt. Thank you.
con tim. Em ơi nè, trái đất bên tròn, chúng mình ấy được mẹ con gặp nhau. Em ơi nè, trái đất vẫn tròn, chúng mình ấy được sẽ con gặp nhau. Đã lâu rồi nè, tôi nghe tiếng năm cam nhưng tôi không hề quen biết. Mới ngày nào nè, ông Năm vừa bị bắt, tôi mới biết đây là ông Trùm. Và phương đó nè, em ơi có gì vui xin biến tư về cho anh. Nhớ thương với đành, đêm nay trên đồn văn nè, thương em anh thương nhiều lắm nè. Em ơi biết cho chăng nè, phù lũ ăn thùng dáng ban đầu nè, anh chơi sảnh hai đôi nhưng bên kia nó thùng bà phê. Dáng bàn sau nè, anh chơi cù lũ mắt nhưng bên kia màu binh bồi. Thôi tặng nha, chia tay nha, tụng chào anh em gái đi. Chào anh em, chào bà con, chào bà con cả nước. Chào 1400 anh em nha, lâu có anh Tùng với anh em hồi ngồi nha. Đây. Thôi anh Tùng ơi, tiếp đi, tiếp tục đây. Đây, tất cả. Đây rồi, tất cả nha. Đây, anh em chơi ở khu Bảo Lộc nha. Hello. Làm nơi thôi. Có chứ? Có hả? Chụp lên chơi nhưng mà chụp chôm tí. Bấm ta kết thúc rồi này. Kết thúc. Xin cái mặt tí coi. Mà giờ hai thằng xấu quắc, thằng tới ghê mà chụp.